Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Tìm Chuyện Review. Trước khi bắt đầu phần 105 bộ truyện Saitama chuyển sinh thần ngự thú sư nuôi hổ ngốc thành thần, mọi người cho mình xin một like share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu thấy chuyện hay xin các bạn hãy donate ủng hộ mình bằng mã QR hoặc số tài khoản ở phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn. Đã lâu rồi không có được dinh dưỡng dồi dào. Quân tộc lại bắt đầu tăng trưởng chậm rồi. Nhưng mong là trong đám con non này có một ngũ tinh. Chỉ cần ăn thêm một ngũ tinh thì ta có thể khiến cho quân tộc lớn mạnh thêm 3 phần nữa. Đủ để đứng vững trong thất trùng đảo thiên, cũng có tư cách phong hầu. Thật là nóng vội. Hay là thử để cho đám con non này tự tàn sát nhau. Nói không chừng dưới sự kích thích thì có thể sản sinh ra ngũ tinh. Nhân lúc này, phong hậu lén trốn bò ra ngoài. Tẩy rửa tiến hành trong khoảng 3 canh giờ. Trong thời gian này, kiến vương sẽ không để ý đến ngoại giới. Đúng lúc là thời cơ tốt để lẻn ra ngoài. Kỳ lạ, sao cảm giác sự tồn tại khiến ta để ý đang gần trong gang tấc rồi. Nó đã tiến vào xào huyệt. Không thể nào. Đột nhiên phía trước phong hậu bắt gặp đội kiến binh tuần tra đang đi tới. Đề cao cảnh giác, trong thời gian tẩy rửa, tăng cường tuần tra gần phòng ấp. Phong hậu lập tức núp vào một ngã rẽ. Nguy rồi. Là kiến binh tuần tra. Nhất thiết đừng để nhìn thấy. Bỗng dưng có một bàn tay của ai đó thò ra bịt lấy miệng cô, phong hậu liền hốt hoảng. Mùi vị kỳ lạ, không phải là linh trong ổ kiến. Có kẻ xâm nhập. Không thể hô hấp, buộc phải nhanh chóng giải quyết không phát ra tiếng động gì. Sau đó cô ấy vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đó. Thì tâm ma phong hạnh phúc ôm chầm lấy cô mà khóc. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được người rồi. Cảnh tượng này khiến phong hậu hết sức ngỡ ngàng mà hỏi lại. Ngươi là ai? Tâm ma phong lúng cuống. Chủ nhân, ngài không nhớ ta sao? Phong hậu nhìn cô không chớp mắt. Kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu tiên thấy linh này. Đang gây cấn thì tâm ma phong đã bị đội kiến tuần tra cảm ứng được. Cảnh báo, ngoài phòng ấp chứng xuất hiện dao động linh lực ngoại tộc. Lập tức đi tra xét. Phong hậu vội vàng tìm cách để tâm ma phong rời khỏi đây. Nguy rồi. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng nếu bị phát hiện thì ngươi chết chắc. Đi về hướng tây, qua 12 ngã rẽ thì rẽ về phía đông, có một thông đạo hẹp hướng lên trên. Rời khỏi từ đó, đội kiến tuần tra tạm thời sẽ không lục soát đến đó. Động tác nhanh lên, ta cố gắng cầm chân kiến tuần tra. Phong hậu chỉ cách thoát cho tâm ma phong, như một cái máy nhưng cô cũng không hiểu sao mình phải làm vậy. Tại sao mình lại nguyện ý mạo hiểm để bọc hậu cho cô ấy thế này? Như kiểu không muốn nhìn thấy cô ấy chết ở đây. Bỗng nhiên tâm ma phong ôm chặt lấy phong hậu. Chủ nhân, thất lễ rồi. Vũ Y Tinh và Đản Đản hiện ra bịt rẻ khiến phong hậu ngất đi. Vừa hay lũ kiến tuần tra không nhận ra mà đi lướt qua họ. Phong hậu dần dần thiếp đi. Vũ Y Tinh cảm nhận hình như cô ấy không có địch ý với chúng ta. Nhưng để đề phòng, vẫn nên làm ngắt đi rồi dẫn ra ngoài. Chạy trốn theo đường cô ấy vừa nói. Trong cơn hôn mê, phong hậu mơ thấy liệt thúc dặn dò cô gì đó nhưng lại lờ mờ ngắt quãng. Nàng, thất trùng đảo thiên, đoạt xá chuyển sinh. Sau khi tỉnh lại không cần hoảng loạn. Bạch Khiết, huyết ma bọn họ cũng sẽ đi. Côn Ngô đảo, hội hợp, họ chờ nàng ở đó. Ta cũng chờ nàng. Khởi La. Sau đó phong hậu dần tỉnh lại. Khởi La, đó là tên ta sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Hả, ta đang ở đâu thế này? Tâm ma phong luôn chờ trực bên cạnh liền đáp. Người tỉnh rồi, bây giờ cảm giác thế nào rồi? Nơi này là thuyền cá kình của chúng ta. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không hại người. Phong hậu nghe xong liền giật mình. Thuyền cá kình, ở cạnh vô ngân chi xào sao? Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Nếu như nghi thức tẩy rửa kết thúc thì kiến vương sẽ mau chóng phát giác ra. Vũ Y Tinh trấn tĩnh phong hậu. Yên tâm đi, sau khi chúng ta đưa người ra ngoài, thì đã trực tiếp phóng với mã lực lớn nhất chuẩn đi rồi. Bây giờ ổ kiến đã không thấy đâu nữa rồi. Phong hậu vẫn còn hoài nghi nhân sinh. Nhưng, tại sao các ngươi phải đưa ta đi? Tâm ma phong giải thích rõ ràng. Nói đơn giản, ngài từng bị thương chí mạng, chỉ còn lại một tàn hồn. Chúng ta dùng một loại cách thức đưa hồn phách của ngài đến thất trùng đảo thiên, tiến vào trong cơ thể này. Mượn cơ thể này để nuôi dưỡng thần hồn, đợi ngài sống lại. Phong hậu vẫn cảm thấy chuyện này rất khó tin. Đoạt xá hồn phách. Các ngươi chắc chắn không nhận nhầm linh chứ? Vũ Y Tinh chắc khẳng định không nhầm. Vừa rồi đã để Tiểu Ứng Long xác nhận. Người chính là linh mà chúng ta muốn tìm. Chỉ có điều là vì hồn phách không hoàn chỉnh, sau khi đoạt xá thì mất ký ức. Tâm ma phong rối rít cầu xin cô tin những lời họ vừa nói. Ta biết nghe thì có vẻ là điều viển vông. Nhưng đây là cách duy nhất cứu ngài. Xin tin chúng ta. Phong hậu tuy vẫn còn bỡ ngỡ nhưng đã chấp nhận tin tưởng. Thì ra là thế, như vậy thì tất cả đều có thể giải thích được rồi. Chả trách lúc ta sắp chết tỉnh lại, cứ cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này. Vậy ngươi có thể trả lời một vấn đề của ta được không? Gần đây ta cứ mơ thấy một nam tử xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Ngươi biết hắn là ai không? Tâm ma phong đáp. Đó chắc là phu quân của ngài, Cung Thành Liệt. Nghe thấy ba chữ Cung Thành Liệt, phong hậu không kìm được cảm xúc mà khóc. Kỳ lạ, rõ ràng là chả nhớ gì.
Nhưng một khi nghe đến tên này, ta đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Tâm Ma Phong an ủi cô ấy. Mặc dù Liệt đại nhân không đến Thất Trùng Đảo Thiên, nhưng cách đoạt xá khiến ngài sống lại này là do ngài ấy vất vả mới tìm ra được. Xin yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài cho đến khi ngài an toàn trở về bên cạnh hắn. Lần này chúng ta sẽ không lìa xa nữa. Chúng ta đến là vì thế. Đột nhiên sắc mặt Phong Hậu trở nên vô cảm và phát ra giọng nói kỳ lạ, hơn nữa còn phóng linh lực tấn công đám Tâm Ma Phong. Thật sự cảm ơn các ngươi đã giải đáp nghi hoặc cho ta. Chả trách con kiến thợ này đột nhiên lại có ý thức, thậm chí phản bội rời đi, thì ra là linh hồn ngoại lai tiến vào cơ thể. Thú vị, thực sự rất thú vị. Tâm Ma Phong linh hoạt né tránh rồi dùng linh lực của mình trói Phong Hậu lại. Ngươi là ai? Đã làm gì thi thể này? Làm quá vậy. Tất cả các kiến thợ trong Vô Ngân Sào, cho dù là cơ thể hay linh hồn thì đều là vật sở hữu của ta. Ý thức chiếm cứ trên cơ thể của bất cứ ai thì có gì là khó. Nghe những lời này, Tâm Ma Phong đã nhận ra người đang khống chế cơ thể Phong Hậu chính là con kiến vương Hạo Càn Quân đó. Kiến vương nói tiếp, nửa tháng trước, con kiến thợ này bị thương chí mạng, nhưng lại kỳ lạ trải qua được. Sau khi thức tỉnh, ý thức của cô ta đã không còn liên kết với ta nữa. Ta cảm thấy hứng thú, nên quan sát cô ta đã lâu. Càng khiến ta hứng thú hơn, là từ đó, thực lực của cô ta bắt đầu tăng ổn định. Vốn chỉ là một tứ tinh bình thường, nhưng gần đây lại cường đại hơn, lờ mờ có tinh kiếp, có dấu hiệu đạt ngũ tinh. Tất cả mọi chuyện, nói không chừng đều là công lao đoạt xá của các ngươi. Ta thực sự vui mừng khôn xiết. Đưa con kiến thợ này về ta sẽ thưởng cho các ngươi. Tâm Ma Phong hét lớn lên. Cút ra khỏi cơ thể này. Ta chết cũng không giao cô ấy cho ngươi. Đe dọa lục tinh mà dễ, kiến vương đương nhiên không hề có chút gì gọi là sợ hãi. Lúc này Khương Chiếu khẩn cấp bay vào báo tin. Không ổn rồi, mau nhìn ra bên ngoài. Ổ kiến đã đuổi kịp rồi. Rõ ràng là một xào huyệt khổng lồ mà tốc độ còn nhanh hơn thuyền cá kình. Kiến vương cười ha ha. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không muốn. Vậy thì trở thành vật nuôi dưỡng một cho kiến đi. Từng con kiến thợ ở trong tổ bay ra đông như đàn ong vỡ tổ ai nhìn, cũng phải nổi da gà. Làm sao đây, chắc không phải là phải ra tay với lục tinh đấy chứ. Đã là tốc độ lớn nhất rồi căn bản không thoát được. Tâm Ma Phong đề nghị cùng Hồ Ngốc là hai ngũ tinh ra ngoài đấu một trận. Những người còn lại nghĩ cách. Vũ Y Tinh đã có con bài cuối cùng, cô biến thành bộ dạng hình thái tứ tinh biến dị. Dùng bồng lai thủy kính có thể chạy thoát thuận lợi. Số người dịch chuyển có hạn. Bây giờ chúng ta đã vượt quá số người rồi. Sau khi cường hóa thì có thể dịch chuyển một hạm đội quy mô nhỏ, hơn nữa định vị chính xác hơn nhiều. Kỹ năng hậu cần quân đoàn này, bình thường lúc nguy hiểm cũng không có tác dụng lớn, vốn cấp độ ưu tiên xếp sau. Thiếp thân cũng vẫn luôn tích trữ linh lực, muốn làm mạnh liên kết linh tức hơn. Không còn cách nào khác. Tạo hóa, trêu ngươi, xem ra lại phải liên kết với tử quỷ muộn hơn rồi. Từ bồng lai thủy kính phiên bản nâng cấp, Vũ Y Tinh đã tạo ra một cánh cửa dịch chuyển thủy kính siêu to khổng lồ, đưa cả thuyền cá kình dịch chuyển không gian chạy khỏi tổ kiến. Đám kiến báo cáo, địch linh biến mất, lập tức lục soát trong không vực. Kiến vương lục tinh Càn Thiên Quân ngồi trên ngai truyền lệnh không cần lục soát. Vừa rồi linh lực pháp thuật dịch chuyển đó rất khổng lồ, đã đưa chúng đến nơi cách xa vạn dặm rồi. Đáng tiếc, cho dù là cách một đảo thiên, thì ta cũng có thể cảm nhận được vị trí của mỗi một con kiến thợ. Lúc ta đuổi kịp chúng thì không biết tên phản bội đó đã thăng ngũ tinh chưa. Thật mong chờ. Một lát sau, cả võ đài ai ai cũng trầm trồ trước thành tích vững chãi của Thiên Thiên. Thiên Thiên ăn ấp Hắc Cung, liên tiếp thắng 4 trận, đánh bại Tử Húc Học Cung, tiến vào 4 người mạnh nhất. Chúng ta cùng chúc mừng ăn ấp Học Cung. Mở màn đã có thành tích khiến Linh kinh ngạc. Lại là một Linh đánh mấy trận? Cô ta dùng không hết linh lực sao? Cho dù là ngũ tinh cũng không phóng đại thế chứ. Người ta dùng khí huyết, không ngờ được võ đạo lại mạnh như thế. Một mình Thiên Thiên cân tất, ba khứa còn lại không phải đụng đến một ngón tay. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chọn đồng đội mạnh đấy các bạn ạ. Ngư Bàng và Huyền Giáp đứng bên trên cảm khái. Đại sư tỷ mạnh thật đấy, với sức của một mình mà đưa chúng ta vào 4 người mạnh nhất rồi. Lần này đại sư tỷ lại đánh hăng rồi, quên để cho chúng ta cơ hội ra trận. Anh Mên ở đằng sau nói vọng ra. Các ngươi đã muốn lên như vậy thì trận tiếp theo thương lượng với Thiên Thiên. Để cho ngươi và Huyền Giáp lên trước. Dù gì cũng có Thiên Thiên đỡ. Ngư Bàng khinh bỉ nhìn Tiểu Minh. Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá rảnh rỗi rồi đấy. Ở đằng sau, anh Mên nhàn nhã nằm ngửa trên ghế. Mão Thái ở cạnh chăm chỉ nướng đồ phục vụ tận răng. Có gì chứ, cuộc sống chơi bời khó lắm mới có, thật không biết quý trọng. Rõ ràng là tất cả mọi thứ giao hết cho Thiên Thiên là được, hà tất phải tự ra tay. Lúc này bên dưới võ đài sắp diễn ra trận tỉ thí, giữa Oa Thánh Học Cung đấu với Tinh Cang Học Cung. Xin mời tuyển thủ ra trận. Nghe thấy trận kế là của Bạch Khiết bọn họ, Tiểu Minh mới có chút hứng thú ngồi dậy. Đúng lúc này anh bị một con khỉ tứ tinh tên Tào Nghiêm thuộc Tinh Cang Học Cung, khinh bỉ. Tên đầu chọc ngươi sao lại nói lời vô liêm sỉ như thế. Quả thực là khiến linh được chúng ta mất mặt. Thắng dựa vào linh cái, bản thân trốn ở hậu phương, còn có vài phân dương dương tự đắc.
quả thực là nỗi sỉ nhục của linh đực chúng ta. Tiểu Minh xua tay đáp, sao ta nghe ngữ khí của ngươi lại chua thế? Ta thấy ngươi ngưỡng mộ đố kỵ ta thì có. Thiên Thiên bước ra hầm hố. Sao nào, con khỉ ngươi muốn gây chuyện sao? Tảo Nghiêm lễ độ chắp tay trước Thiên Thiên. Bái kiến sư tỷ An Ấp Học Cung. Ngươi, ta đều là linh vượng. Đừng cứ gọi khỉ khỉ, nếu không cũng đang sỉ nhục bản thân. Mặc dù sư tỷ thần dũng, đều bảo vệ được hết các sư đệ sau lưng. Vậy họ còn trưởng thành như nào? Đợi sau khi ta thắng được qua Thánh Học Cung, thì sớm muộn gì cũng đấu một trận với An Ấp Học Cung ngươi. Có sư tỷ ngũ linh ở đây, ta tất sẽ thua. Nhưng có thể cho ta cơ hội không? Để ta đường đường chính chính đấu một trận với Vu sư. Ta sẽ nói cho hắn biết thế nào là tôn nghiêm của linh đực. Ngư Bàng ghé sát nói nhỏ vào tai anh Mên. Lẽ nào ngươi không tức sao? Nếu đánh thật thì ngươi cũng chưa chắc thua hắn. Anh Mên khinh khỉnh đáp. Nếu đã muốn chơi bời thì đương nhiên phải chơi triệt để đến cuối. Con khỉ này nhìn thì cao to cường tráng. Vậy mà cũng lại chơi pháp thuật, đánh đến sống chết cùng chả có lợi lộc gì cho ngọ san nhục. Càng huống hồ có thể thắng được nữ nhân ngốc bọn họ rồi nói. Nửa canh giờ sau, các học trò của Tinh Cang Học Cung lần lượt bại trận dưới tay Bạch Sương. Một màn đánh nhau kịch liệt, trước mắt Qua Thánh Học Cung chiếm thế thượng phong. Qua Bạch Sương thậm chí còn thắng liên tiếp hai trận. Trước mắt Qua Thánh vẫn còn hai tuyển thủ Qua Bạch Sương Qua Lục Y. Tinh Cang chỉ còn lại một Linh Tào Nghiêm. Hắn rốt cuộc có xoay chuyển được tình thế không, mang lại thắng lợi cho Tinh Cang Học Cung. Con khỉ đó thầm suy tính trong lòng. Vốn tưởng rằng mùa này đánh thắng An Ấp Học Cung. Không ngờ được lại có một tên ngũ tinh chơi võ đạo. Xem ra phải dừng chân ở bốn trường mạnh nhất trong khu trung bộ rồi. Tinh Cang Học Cung ta trước giờ đều là nắm đấm của ai cứng, thì người đó có được nhiều tài nguyên hơn. Nếu như bị một người đánh thắng liên tiếp bốn trận đánh bại, vậy sau khi trở về, những sư huynh đệ không phục ta ở học cung đều sẽ nhân cơ hội đó, cướp đoạt tài nguyên của. Vì thế thua, nhưng cũng không thể thua thảm hại được. Cũng may để mình phát hiện ra nhược điểm của An Ấp Học Cung. Trừ Tinh Tinh ngũ tinh đó, thì ba linh còn lại đều là rác rưởi. Đặc biệt là Vu sư luyện võ đạo kia, nhìn thì như vẻ mười quyền cũng đập chất được. Sau đó Tào Nghiêm hướng về phía An Ấp khiêu khích Tiểu Minh. Trông ngươi vui mừng nhỉ? Cũng không biết có mặt mũi nào mà vui mừng. Nhớ kỹ, nhớ tự lên chiến trường, đừng trốn sau lưng linh cái. Anh Mên phát chán mà ngáp dài. Tiểu tử ngươi có thôi đi không hả? Tào Nghiêm hùng hồn tiến về giữa võ đài. Trận tiếp theo, ta chờ ngươi. Nếu không dám lên, vậy sau này An Ấp Học Cung tốt nhất nên sửa tên đi. Tên là Thư Linh Học Cung. Nói lời xem thường đã, để ngũ tinh không ra trận. Đợi sau khi mình đánh bại Vu sư và hai linh còn lại thì trực tiếp nhận thua, ung dung rời khỏi trường đấu. Thua như vậy cũng có phong độ. Con khỉ này thật là biết nhìn xa trông rộng, có điều nhìn cũng quá xa rồi đó. Hai chị em Oa Xà kia còn chưa biết có đánh thắng nổi hay không, mà đã tính tới chuyện xử đẹp An Ấp Học Cung, rồi. Đúng là gáy sớm ăn lìm. Sau đó hắn hỏi hai chị em họ Bạch, hai vị sư muội của Oa Thánh Học Cung. Các ngươi đã quyết định ai đánh trước với ta chưa? Hai con xà linh của Oa Thánh, căn bản không cần để ý, trừ phi cao hơn ta một cảnh giới. Nếu không linh cái sao có thể xứng làm đối thủ của ta. Lục Y bảo muội muội nghỉ ngơi để trận này mình đánh. Dù có là Bạch Xà hay Thanh Xà thì Tào Nghiêm vẫn rất coi thường khinh miệt. Đổi lại là ai cũng vô dụng. Linh cái thường có tâm tính mềm yếu, không thể chịu được chèn ép, không thích đấu lâu. Đợi lát nữa ta trực tiếp cướp tấn công chính diện. Cho cô ta đủ áp lực thì có thể thắng chắc rồi. Nghĩ rồi hắn chắp tay nói. Tại hạ Tào Nghiêm, xin sư muội chỉ bảo. Thế nhưng tâm trí Lục Y lúc này, hoàn toàn tập trung vào Tiểu Minh bên trên không có tâm trí để ý tới con khỉ, trước mặt. Thấy Lục Y không nghe mình nói, Tào Nghiêm lớn tiếng trách móc. Sư muội Oa Thánh Học Cung, ngươi đang nhìn đi đâu thế? Đối thủ của ngươi là ta. Lục Y lạnh lùng nhìn hắn, rồi lập tức xuất chiêu mọc dây leo dưới đất lên nhắm về phía con khỉ đó. Ồn ào thật, ngươi khiến ta rất không vui. Ta nhớ quy tắc thi đấu là, chỉ cần không đánh chớp thì đánh như nào cũng được đúng chứ? Tào Nghiêm giận đỏ mặt, hỗn xược. Ta còn chưa tấn công, ngươi vậy mà đã tấn công rồi. Đừng để ta đánh đến khóc đấy. Một khắc sau, Tào Nghiêm đã hoàn toàn bị dây leo trói chặt hết cử động nổi, mà Lục Y để khóa được hắn như này cũng vô cùng nhọc công, mình mẩy sức sát hết cả. Vừa rồi ở trên khán đài ai cho ngươi lá gan dùng lời nói sỉ nhục hắn? Hắn lại là người quan trọng nhất với ta, khiến ta coi trọng nhất. Ngươi mà cũng xứng giao thủ với hắn sao? Nói rồi cô ấy điều khiển dây leo hất mạnh con khỉ đó lõm vào tường, hoàn toàn mất đi ý thức. Khán giả ngồi xem cũng ngỡ ngàng. Tàn độc thật, thanh xà này ra tay không kiêng kỵ gì cả. Cho dù là cách giết địch 1000, hao tổn bản thân 800 cũng làm được. Đúng thế, họ cùng là tứ tinh, Tào Nghiêm có phần thắng lớn hơn mới đúng. Không ngờ được lại để thanh xà này thắng. Quả nhiên là thi đấu ngự sách học cung. Không đến khắc cuối cùng thì tất cả đều chưa định đoạt được. Bạch Sương đứng cạnh anh Mên lo lắng. Tỷ tỷ bị thương nặng quá, sao tỷ ấy phải liều mạng với người ta? Tiểu Minh cũng không hiểu nổi. Trước đây cô ấy không có cách đánh lỗ mãng như này. Chờ cô ấy xuống đài thì lập tức trị thương.
Đột nhiên ở bên dưới, Lục Y lại lớn tiếng thách đấu anh Mên. Tiểu Minh Vương của An ấp học cung, lên đài thi đấu cho ta. Bây giờ, lập tức, lên đài. Hành động này của cô khiến khán giả hào hứng. Xà Linh này trực tiếp khiêu chiến với An ấp học cung. Không phù hợp quy tắc nhỉ. Cũng hung hãn đấy, cả người đầy thương tích mà cũng không đi trị thương đi. Có điều Tiểu Minh Vương là ai? Hay là có tư thù? Anh Mên vô cùng khó hiểu. Tiểu Hung làm sao thế? Bạch Xương thì lại thúc giục. Vương đại ca mau đi đón tỷ tỷ đi. Ở bên dưới, Bạch Hung đã mệt đến mức sắp ngất rồi. Đều là tứ tinh, có điều thắng cũng nhếch nhác, sắp không kiên trì được rồi. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất. Tuy không biết gì nhưng anh Mên cũng đi xuống võ đài. Oa Lục Y của Oa Thánh học cùng, người hét ta lên làm gì? Lục Y cảm thấy có lỗi với Bạch Xương. Xin lỗi nhé, muội muội. Không chủ động hơn thì Vương đại ca vĩnh viễn chỉ là đang diễn kịch. Hắn a, chính là một tên đầu gỗ. Phải công khai soi sáng cho tên đầu gỗ này giữa quảng trường đông người, thì mới có được hắn. Anh Mên nói nhỏ với cô. Tiểu Hung, ngươi đứng không vững rồi, còn không đi trị thương. Lục Y vẫy tay kêu anh lại gần mình. Ngươi đến gần đây hơn đi, ta có chuyện muốn làm. Chuyện gì mà cử phải làm lúc này? Ta và nữ nhân ngốc đều lo lắng cho ngươi chết mất. Đúng lúc này, Lục Y đặt tay lên mặt anh rồi trao một nụ hôn ngọt ngào trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Minh và toàn bộ linh tại nơi này. Thế là xong. Nụ hôn đầu của anh Mên đã bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật rồi. Cùng lúc này, bên khác, nhóm Vũ Y Tinh vẫn luôn kiên trì giúp Phong Hậu khôi phục trí nhớ. Hai ngày này đã nói ngọn nguồn sự việc cho ngươi rồi. Thế nào, có nhớ lại chuyện quá khứ không? Phong Hậu bất lực hoàn toàn không nhớ được gì cả. Khương Chiếu nâng mặt cô ấy lên xem xét. Tiểu cô nương này không có bản lĩnh của ta. Chỉ còn lại một tàn hồn, lại phải dung hợp với linh hồn khác. Làm không tốt thì đều có khả năng hồn bay phách tán. Chỉ mất đi ký ức đã là may rồi. Tâm Ma Phong lo lắng. Thật sự không có cách nào khôi phục sao? Khương Chiếu mỉm cười. Đừng gấp, có biết thế nào gọi là trong nhà có người già như có bảo vật không? Bao nhiêu năm nay đại tỷ tỷ ta cũng không sống vô ích. Ta vẫn có phương pháp đơn giản thô bạo. Đó chính là độ tinh kiếp. Cả đám nghe xong thì nhìn Khương Chiếu với ánh mắt khinh bỉ. Khương Chiếu rối rít giải thích. Các ngươi có ánh mắt gì thế? Sau khi độ xong tinh kiếp thì thần hồn sẽ được bù đắp, ký ức tự nhiên cũng sẽ khôi phục. Phương án này nếu như có vấn đề thì ta sẽ đứng chồng ngược ăn cơm. Tên ta sẽ ngược lại. Tiểu Quy nghĩ hay là hỏi Vương đại ca thử xem. Vũ Y Tinh cũng nghĩ nên vậy. Nhưng trước đó đã tiêu hao sạch linh lực dự trữ của chúng ta để thoát khỏi Hạo Càn Quân. Rồi. Không thể cường hóa kết nối linh tức được. Tâm Ma Phong hỏi ý kiến của Phong Hậu. Chủ nhân, cô nghĩ thế nào? Phong Hậu hiền từ nhìn Tâm Ma Phong và chấp nhận thử thách. Từ lúc ta thức tỉnh tự có ý thức, ta vẫn luôn suy nghĩ, nam tử trong mơ là ai? Ta lại là ai, vận mệnh của ta là gì? Bây giờ nếu đã có cơ hội tìm được đáp án, ta rất muốn thử. Hơn nữa, mặc dù vẫn luôn không nhớ được, nhưng trực giác của ta lại rất tín nhiệm các ngươi. Đặc biệt là ngươi. Ta tin lời ngươi nói. Chuyện ngươi làm, nhất định đều là vì tốt cho ta. Mấy ngày sau, bọn họ tìm được một hòn đảo trống rỗng. Vũ Y Tinh không hiểu nổi. Tại sao lại cố ý tìm một nơi chim không thèm ý này để độ tinh kiếp? Khương Chiếu giải thích. Ngươi không hiểu gì cả, trốn ở nơi này độ tinh kiếp mới an toàn nhất. Độ tinh kiếp gây ra dị biến thiên địa. Chỉ ít trăm dặm xung quanh đều sẽ có cảm ứng. Lỡ như thu hút lục tinh gần đây đến thăm dò thì nguy rồi. Lúc này Tiểu Quy báo đã vẽ trận pháp trên toàn bộ đảo theo lời Khương Chiếu dặn rồi. Việc còn lại là chuồn chuồn nôn ra nguyên liệu đặt vào trong trận nhãn. Vũ Y Tinh vừa bực mình vừa khó chịu. Thiếp thân vì độ tinh kiếp đã tích góp một đống thiên tài địa bảo. Kết quả lại chả dùng đến, đều hời cho người khác. Sau đó bốn linh là Vũ Y Tinh, Tiểu Quy, Hổ Ngốc và Tâm Ma Phong đến trận nhãn tứ phương rót linh lực kích hoạt trận pháp. Trận pháp vừa khởi động thì Phong Hậu có thể bắt đầu độ kiếp rồi. Những linh không phận sự khác đều rút lui đi. Tâm Ma Phong nắm tay động viên chủ nhân hãy cố gắng. Sau đó bốn linh họ ở bốn hướng truyền linh lực vô khởi động trận pháp. Một khi bắt đầu, tinh kiếp của kiến thợ hiện ra đầy trời. Khương Chiếu cảm khái. Một, hai, ba thất túc tinh kiếp cũng có thể tính là linh kiệt rồi. Mặc dù kém hơn ta nhiều. Thất túc tinh kiếp sao, cũng không sai lệch với dự kiến. Ta đợi ngày này rất lâu rồi. Sau đó Phong Hậu một mình chiến đấu với từng tinh kiếp của mình một trận thống khoái. Mấy người bọn họ chỉ có thể ở ngoài theo dõi trận đấu. Vũ Y Tinh cho dù là, nhìn mấy lần rồi nhưng dị biến thiên địa do tinh kiếp gây ra vẫn thật hùng tráng. Không biết đến lượt thiếp thân sẽ có bao nhiêu túc tinh kiếp. Đại Mã Phong tỉ tỉ. Đợi lúc thiếp thân độ tinh kiếp, người nhớ trả hết những thiên tài địa bảo đấy nhé. Khổ thân, giúp người nhưng vẫn không quên đòi tiền. Tâm Ma Phong cũng không thành vấn đề. Chúng ta trở về sẽ thu thập đủ lại cho ngươi, trả gấp đôi. Đúng lúc này không hiểu, từ đâu lại có mấy sợi linh lực nhiều màu hiện ra trói lấy bọn họ. Sao thiếp thân không thể cử động được nữa? Những sợi dây này, đang khống chế cơ thể ta. Tiểu Quy cũng không cử động được. Những sợi dây này quen quen nhỉ,
Không thể ngờ cả hòn đảo này giờ đã bị Hạo Càn Quân kiểm soát với kỹ năng lục tinh âm dương hòa hợp uẩn vạn vật của cô ta rồi. Ta còn đang tò mò sao các ngươi lại trốn ở đây. Không ngờ được, vậy mà lại chuẩn bị cổ phu trận pháp để độ tinh kiếp. Thật thú vị, còn có một hồn phách không có thực thể. Bắt lại thành đồ ăn cho ấu trùng đi. Khương Chiếu cũng không thoát khỏi cảnh bị trói. Vì sự xuất hiện của Kiến Vương, mà khiến Phong Hậu mất tập trung nên bị tinh kiếp phản đòn đá bay. Kiến Vương thè lưỡi liếm mép. Đừng phân tâm, Kiến Thợ. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là, thăng ngũ tinh mới không uổng ta từ ngàn dặm xa xôi đến, đợi chờ lâu lắm rồi. Mỗi một con ngũ tinh trong quần tộc đều là thức ăn chân quý nhất của ta. Ta còn chưa được thưởng thức Kiến Thợ có tiềm lực thăng lên lục tinh đấy. Chắc là còn bổ dưỡng hơn tất cả những con đã ăn trước đó. Tâm Ma Phong và Hổ Ngốc cố gắng cưỡng chế sự thao túng bay tới tấn công cô ta. Kiến Vương chỉ nhẹ nhàng điều khiển mấy sợi linh lực, thế là Hổ Ngốc và Tâm Ma Phong đã bị thao túng lao vào tấn công nhau. Không biết lượng sức. Trong lãnh vực của ta, tất cả sinh linh đều bị ta khống chế. Chỉ cần ta muốn, đừng nói đến thao túng cơ thể các ngươi. Cho dù là tẩy sạch ý thức thần hồn của các ngươi thì cũng không có vấn đề gì. Ta một mình thống lĩnh xảo huyện, lại không có linh nào giao lưu được. Lúc cảm thấy cô đơn, sẽ điều khiển Kiến Thợ diễn những câu chuyện thoại bản. Hay là trong quá trình chờ đợi tinh kiếp kết thúc thì lấy các ngươi chơi đùa vậy. Trong lòng ta đang có một kịch bản hay. Một đám trộm tài sản của ta, lại vì phân chia không đều mà tự tàn sát lẫn nhau. Sau cùng tài sản của ta còn quay lại trong tay ta. Các ngươi cảm thấy kịch bản này thế nào? Mụ ta điều khiển tiểu quy tự tay bóp chặt Vũ Y Tinh. Đừng mà, tiểu quy không muốn làm hại chuồn chuồn. Vũ Y Tinh vừa đau đớn vừa khóc. Lần này bị lục tinh diệt hết cả ổ rồi. Nếu thiếp thân chết, thì tử quỷ có ký khế ước với Vũ Y Tinh khác không? Nếu như có thể gặp lại tử quỷ một lần thì tốt rồi. Hu hu, không đủ linh lực. Sớm biết vậy, thiếp thân không chơi pháo lớn nữa, để lại chút linh lực. Thật không cam tâm. Trong nghịch cảnh, Vũ Y Tinh bạo phát thoát ra khỏi tiểu quy, một tia linh lực bay ra khỏi lãnh vực, về hướng nào đó làm Kiến Vương cũng không để ý. Vừa rồi trong chớp mắt, tứ tinh nhỏ bé kia đột nhiên xuất hiện dao động linh lực kịch liệt, nhưng không có động tĩnh gì nữa. Ngất rồi sao? Thật là chơi chả vui gì cả. Côn Ngô đảo, Bôn Hổ lâu. Anh Minh ngồi một mình trong đây trầm mặc. Đã nhiều ngày rồi, cũng không thấy nữ nhân ngốc và Tiểu Hung. Có điều bối rối thật. Sau khi Tiểu Hung hôn mình thì trực tiếp ngất đi. Được thầy giáo của Oa Thánh học cung đưa về phủ không đảo của học cung. Bây giờ còn chưa có tin tức. Nữ nhân ngốc cũng theo về rồi. Hơn nữa hình như cảm xúc của cô ấy rất suy sụp. Nhớ lại lúc đó cô ấy chỉ bảo mình cần chăm sóc cho tỷ tỷ, tạm thời không liên lạc. Anh Minh khẽ đặt tay lên môi mình. Xúc cảm lúc đó vẫn chưa tan biến. Sao Tiểu Hung lại hành động như vậy? Chắc chắn là do thuật linh xà đoàn thần gây ra. Không biết đợi chuồn chuồn ngực phẳng quay về, thì có thể dùng ứng long ngọc phách tiêu trừ không? Đúng lúc này một sợi dây liên kết linh tức bay đến làm anh giật mình. Đây là kết nối linh tức. Chuồn chuồn ngực phẳng, vậy mà lại có cách bài trừ sự quấy nhiễu của linh lực trên đảo thiên để liên lạc với ta. Bên trong không gian linh tức, anh nên khôi phục hình dạng vương tư đồ đẹp trai rồi lên tiếng. Chuồn chuồn ngực phẳng, tình hình thế nào rồi? Gặp được anh Minh sau bao ngày tháng xa cách, Vũ Y Tinh ôm chặt anh khóc thắm thiết. Tử quỷ, thiếp thân không nằm mơ chứ. Vậy mà lại gặp được ngươi. Nhìn dáng vẻ mới của Vũ Y Tinh, anh Minh hết sức kinh ngạc. Dáng vẻ của ngươi, được lắm, lúc ta không ở đây ngươi vậy mà lại kích phát được hình thái chiến đấu. Nói rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vũ Y Tinh vừa sụt sịt vừa kể lể. Thiếp thân tự tìm được cơ duyên thăng cấp hình thái chiến đấu. Còn tìm được Phong Hậu, cứu cô ấy ra. Tưởng rằng tất cả thuận lợi. Không ngờ được lại chọc vào lục tinh. Bây giờ bị tên đó bắt hết rồi. Xin lỗi, tử quỷ, ta đã phụ lòng mong đợi của ngươi. Mặc dù không biết tại sao có thể kết nối linh tức, nhưng nhất định là sức mạnh của tình yêu. Thiếp thân có thể gặp ngươi một lần đã rất mãn nguyện rồi. Anh Minh bực mình véo má chuồn chuồn. Yêu cái đầu ngươi, mau chóng đưa ta qua bên đó, nói không chừng còn có cách. Đó lại là lục tinh đấy, đều đối mặt rồi, ngươi đi cũng vô dụng. Mà ngươi đi kiểu gì? Anh Minh khoanh tay nói. Không phải ngươi đã cường hóa liên kết thành thời khôi linh chuyển rồi sao? Do linh tức không gian tăng cường đã ảnh hưởng đến hiện thực. Mà liên kết linh tức không chỉ có thể chuyển linh tức và linh lực, thậm chí còn có thể dịch chuyển thần hồn và những thực thể nhất định. Vũ Y Tinh nghe mà sốc. Thật sao, thiếp thân mới phát hiện vừa thăng cấp rồi. Vậy sau này há chẳng phải là có thể tùy ý dịch chuyển rồi? Anh Minh lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa làm được. Chí ít cũng phải cần sau khi lục tinh, tiến hóa thời không linh chuyển thành lãnh vực linh tức mới có thể dịch chuyển người sống. Có điều, bây giờ ta cũng chả tính là một người sống. Trở về hiện thực, anh Minh lấy ra một miếng thị nhục từ người mình, rồi nhào nặn thành một phân thân khác y đúc mình. Thị nhục trực quan là sự tồn tại giữa nấm và động vật. Nặn ra một cơ thể, kết nối liên kết linh tức, dùng chung thần thức với ta, thì có thể bắt làm ra một phân thân có thể dùng thời không linh chuyển dịch chuyển rồi. Đã kết nối ý thức rồi. Mặc dù không thể sử dụng linh lực, không thể thi triển chiêu thức,
nhưng chí ít có thể thao tác ở cả hai bên, không tệ. Rồi anh vào lại không gian linh tức bảo Chuồn Chuồn đưa phân thân của mình đi. Vũ Y Tinh tròn mắt nhìn, nhiều tử quỷ thế à, còn có con mắt thứ ba. Anh nên dặn dò cẩn thận, đây chính là sứ linh mà ta đoạt xá, ngươi mau chóng dịch chuyển nó qua đó để cầm cự trước. Ta tiếp tục nghĩ cách ở bên này, nhớ kỹ, đừng để đứt kết nối linh tức. Xem ra tử quỷ ngươi lên đây cũng trải qua rất nhiều chuyện nhỉ. Mặc dù không biết tử quỷ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nếu ngươi đã nói rồi thì thiếp thân tin ngươi nhất định có thể xoay chuyển tình thế. Chúng ta đi thôi. Nếu thấy chuyện hay xin các bạn hãy donate ủng hộ mình bằng mã QR hoặc số tài khoản ở phần mô tả nhé. Đến đây là hết phần 105 của review chuyện Saitama chuyển sinh thần ngự thú sư nuôi hổ ngốc thành thần. Rồi, mình là Bao Ú review đến từ web tìm chuyện 3S. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và ghé web đọc truyện để mình có động lực ra những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.